Xin chào tất cả quý vị và mọi người. Hiện tại thì tôi đang nhận thấy đây là ngôi nhà bỏ hoang. Thì buổi trưa rồi thì tôi đến đây. Thì ngang thì có một căn nhà bỏ hoang. Đó. Và tôi sẽ tiến vào bên trong để mà khám phá ngôi nhà này. Ở trước đây thì có cái gương nó chiếu qua chiếu lại ghê rợn luôn, thấy bóng người luôn à. Đó, quá ớn luôn. Thì tình cờ đi ngang đường đây thì thấy căn nhà bỏ hoang thì hỏi ông chú kia thì đã bỏ rất là lâu năm rồi, coi có một tùm. Ở phía trong đây là có cái gì nè, căn nhà thằng bỏ trống không? Vô căn nhà thì rất ấn lần luôn, rất ghê rợn. Thì căn nhà này có thể là cô giáo hay thầy giáo còn bàn ghế để này. Vô đây thì mở camera luôn, âm khí rất là nặng luôn, căn nhà quá tối om. Ở phía trên này thì đang dột hết rồi, máy đồ rồi. Phòng đây là toilet. Bàn ghế để rung tung. Okay. Đây là đầu tiên thì tôi đang vào cái căn nhà này. Căn nhà thì rất là khang trang. Đây là một thầy giáo hay cô giáo gì ở. Phòng học này dọn vô con nhẹ thật ghê rợn luôn. Giường đồ hư hết rồi, nhà này chắc cũng bỏ cũng mười mấy năm rồi. Hồi nãy thì ở ngồi kia dòm vô giống như có một phụ nữ tóc dài ghê rợn. Vô căn phòng này sẽ rất ớn lờn luôn, bỏ tắm hết rồi. Mấy căn phòng này thì không có gì tất cả, trống trơn hết, bàn ghế thôi hư hết này, vì lắc rồi đâu năm mà bị hư hết rồi. Ngang là ở phía trong đây
tủ càng là hư hết rồi. Ở trên phía trên này cũng có cái gác, cái gác đi lên phía trên đó, ghê rồi. Dòm thấy trên gác này thì ớn lần rồi. Ở trên gác thì cũng không có gì. Ở phía ngoài thì dòm vô thì căn nhà này rất là ớn, thì rất là ghê rồi. Ở phía nhà này thì lún rất là sâu, quý vị thấy đất đất này là rất là cao, tổng khoảng nửa mét rồi. Nhà này sâu xuống hết nửa mét đất. Mấy nhà mà bỏ hoang thì dòm vô thật ghê rợn, ớn lần. Xin chào quý vị và mọi người đang xem. Thì hiện tại thì tôi khám phá cái nhà này dần vô chắc ớn luôn. Xin chào quý vị.